Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Trọng Hữu, tên gọi khác là Hữu Đệ, sinh năm 1991, ở khóm Dịnh Phước 1, phường Núi Sam, về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng của Diện Kiểm sát Nhân dân thành phố Châu Đốc, bị cáo Nguyễn Trọng Hữu không nghề nghiệp do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng từ ngày 19 tháng 6 năm 2021 đến ngày 29 tháng 7 năm 2021, bị cáo đã thực hiện 3 vụ trộm cắp như vụ thứ nhất khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2021, Hữu đến quán ăn của Nguyễn Thị Ngọc The ở khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, lấy trộm điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của Lê Quỳnh Như đem đi bán được 600.000 đồng để tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Vụ Dụ thứ hai, khoảng 0 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2021, Nguyễn Trọng Hữu đến nhà kho chứa mắm của Lê Trung Thi ở Khấm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, trèo lên mái nhà, đột nhập vào trong, lấy trộm 39 hũ mắm cá linh, nhãn hiệu Cô Tư Ấu, hai đoạn dây điện hiệu KDV đem cất giấu, sau đó bán hai đoạn dây điện được 50.000 đồng để mua ma túy sử dụng. Dù thứ ba, khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2021, Hữu đến nhà trọ Thành Nguyên của Cấn Văn Dũng, ở khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, lẻn vào trong, cắt lấy trộm 16 mét dây điện hiệu KDV Phi 11, 8m dây điện hiệu KDV phi 3, 84m dây điện hiệu KDV phi 2, một ống đồng máy điều hòa phi 6 và một ống đồng máy điều hòa phi 10 trên đường đem đi bị phát hiện, sau đó hữu đến cơ quan công an đầu thú. Theo quy định tại khoản 1, điều 173 của Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Hữu 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.